thấy trên trên web trường. Bạn Sơn giới thiệu. Dạ, Bảo giới thiệu. Còn Bảo vẫn ở Việt Nam và là mọi người thân với nhau hơn. Với cả thấy hội chơi cũng vui. Vui vẻ. Và đóng góp một phần nào đấy vào hội sinh viên Việt Nam ở UTD. Khá là vui vẻ. Mọi người vui vẻ, hòa đồng. Vui vẻ, nhiệt tình. Mọi người rất là đoàn kết và một khi đã muốn làm được gì thì nhất định sẽ làm được. Cũng nhiều ấn tượng, chắc là ấn tượng nhất là mọi người nhiều năng lượng và vui vẻ. Vincent thì vui, các sự kiện thì thú vị, văn hóa và hại não. Chung mọi người Vincent ai cũng rất dí dỏm, vui nhộn và tài năng. Chúng rất nhiều ấn tượng đẹp và tất cả mọi người chung đều vui vẻ và hòa đồng và rất là dễ thương. Mọi người rất là đoàn kết với nhau và đi chơi chung thì rất là vui. Mọi người trong Vincent thì rất là hòa đồng, rất vui vẻ, rất là dễ gần gũi và cũng giúp đỡ lẫn nhau rất là nhiều trong mọi hoàn cảnh, trong học tập, công việc cũng như trong cuộc sống nữa. Thì chắc là các game night rất vui. Vincent thì vui nhất là những lần tổ chức game night và các event khác, ví dụ như karaoke hay là Olympic gì đấy, và những lần đi retreat của core group. Kỷ niệm với core group, tại em năm nay là một trong những thành viên của core group Vincent, thì trong những lúc họp bàn công việc rồi xong đi chơi hang out nói chuyện thì để lại cho em rất nhiều kỷ niệm. Nhiều lắm sao không kể, có đi camping với core group này, xong rồi biểu diễn văn nghệ này. Nhất thì chắc chắn là kỳ văn nghệ vừa rồi, vì đấy là lần tiên mình diễn chính mà lại được giải cao. Kỷ niệm thì có rất nhiều, ví dụ như là đã phải thức đến 2-3 giờ sáng để làm team trang trí cho ban khách năm ngoái, đi quay clip với mọi người mỗi khi có ban quét. Nói chung là thấy kiểu tất cả mọi người rất là đoàn kết với nhau, chơi với nhau rất vui. Rất nhiều kỷ niệm đẹp, văn nghệ iWeek hoặc là chơi social night rất vui. Có rất nhiều, chắc là gần đây nhất thì là iWeek vì mọi người được giải nhì. Em thấy mình tự tin hơn, chắc là cười nhiều hơn, hòa đồng hơn, cởi mở hơn, với lại cũng bắt đầu tự biết chịu trách nhiệm cho bản thân hơn một chút. Thế thì thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều sau khi làm việc cùng với mọi người và học hỏi. Mình có nhiều bạn hơn. Tham gia Vincent đi vui lắm. Các em hãy tham gia nhiệt tình vào nhé, và anh và chị. Các thành viên mới thì nói chung là cứ nhao dô thôi, có gì làm thì cứ xung phong làm. Các member cố gắng đi đầy đủ các event để cười thật nhiều. Hãy tham gia Vincent. Cố gắng tham gia Vincent hết mình, và đặc biệt là không chỉ dừng lại ở việc tham gia các event mà Vincent tổ chức, mà hãy tham gia vào các planning team cũng như là cố gắng ứng cử vào core group để tiếp tục Vincent cho những năm sau. Các member mới hãy duy trì Vincent để mọi người có nhiều cơ hội gặp nhau hơn nữa. Hãy cố gắng cứu lấy Vincent. Mình rất mong muốn là các bạn có thể giữ cho ngọn lửa Vincent được cháy mãi. Chào Vincent, mình là Sương, là president của Vincent năm nay. Mình muốn kể là ngày xưa trước khi vào Vincent thì mình rất là nhát và sợ vì không biết ai. Nhưng mà tiếp xúc với Vincent nhiều thì mình đã có nhiều kỷ niệm đẹp và học được nhiều bài học bổ ích. Mình mong là các thành viên mới tích cực tham gia các hoạt động của Vincent để duy trì các truyền thống tốt đẹp, để Vincent luôn là một gia đình, vì Vincent là nơi tình yêu bắt đầu.